sự xuất hiện của Trân và Miêu cùng một lúc ở nhà chung đã tạo ra một cú sốc lớn. Hai người về chung kìa, thôi mình bỏ đi. Ủa? Lẹ lên. Quý xinh à. Về chung luôn. Vô trước đi, ăn gì chưa? Chưa. Ok, còn chưa. Ôi, mẹ ơi, có đồ ăn trong nhà luôn. Đâu, anh. Hôm nay Miêu về sớm, các chàng trai mới có dịp để trò chuyện cùng cô nàng. Ủa, ông Trần đâu? Nhưng Thông đã bị tạt ngay một gáo nước lạnh. Tắm đi con, đừng làm cho làm gì vậy? Anh Phong không? Từ nãy thấy em cứ tưởng đi anh Sang. Anh Sang, em đang bị quên mặt. Nãy Miêu lộ em với anh đó. Trước kia vậy? Ờ, em đẹp gì mà lộ với anh? Tại vì em thì cứ na na thôi nhau. Giống không? Số anh nghĩ sao mọi người đồng tình không? Với cả em bị một cái là em hay quên. Em phải ví dụ phải ở với người ta khoảng tầm gặp 10 gặp ngày đúng không? Không, gặp khoảng tầm 3-4 lần trở lên thì em mới nhớ. Chúng sao đi chơi ha? Chơi đâu vậy? Đi cẩm sao chơi, cũng thật sự. Uống chặt rồi. Mà lúc nãy kiểu em đi qua đường các thứ này nọ ấy, thấy có nhiều quán vỉa hè các kiểu này nọ mà nhiều lắm, cũng nhiều lắm. Bắp xào các thứ nữa. Cũng vậy. Vỉa hoa quả các kiểu này nọ nữa cơ. Chờ đây. Ủa sao vắng vậy ta? Tức là 10 giờ rồi anh. Cậu bên đây kế đặt quá cầu trước không? Tắt đèn rồi. Cầu hết sáng rồi. Tắt đèn rồi. Thôi bệnh tối lắm. Đi. Không được uống được trà sữa tôi xé xác mấy người ra. Nhưng mà mình có biết là mình đang đi đâu không vậy? Đi đến quán trà sữa. Mà có ai biết quán trà sữa nằm đâu không? Em chưa biết là Duy Vegetable. Cứ ủa anh trà sữa mua đâu vậy anh? Quận Tư ạ. Và cảm ơn anh. Quận Tư lận Miêu ơi. Chịu khó dữ. Em không đùa đâu mà mày ăn được cái đùi gà. Ở nhà còn gà mà, không sao đâu. Đi mua. Người ta nói là cái gì đó, tình cảm gì đi qua đường dạ dày đó. Ai cho chị Miêu ăn nhiều, chị Miêu sẽ thương người đó. Đúng rồi đấy. Tình yêu đôi khi rất đơn giản. Tại sao em thích nó? Vì nó cho em ăn. Tại sao em thích nó? Vì em thích nhìn nó ăn. Không, nó sẽ có cuối đường em được không? Tokyo. À, ở đây có sushi, có sashimi. Thôi rồi, xong. Đóng rồi hả? Đóng rồi hả? Yeah, Miu sẽ cầm dép và xé xác lừa, người một. Lừa trẻ con ăn. Không, ở nhà có trà thiệt. Trong túi lạnh có sữa. Trà sữa. Rồi. No. Làm gì có, bao giờ cái lúc mà đi trên đường ấy nhở? Bao nhiêu quán vỉa hè rồi là trái cây các kiểu này nọ bắp xào với người bao nhiêu món của bắp xào ở đây chỉ có đi mộ thôi. Bây giờ đi nghe con. anh lại nha khác với những hình ảnh thường thấy, đây mới là Miêu của cuộc sống đời thường. Thấy rồi, hết cả đồ ăn rồi, bây giờ vào để ăn kem hả? Có kem mà. Nhưng mà nó không có trà sữa, mình đã thèm trà sữa. Đi dạo cho vui. Ăn được cái đùi gà đi bộ. Ăn một bát cháo chạy 3 quãng đồng. Và này cái gì mà cũng nguy ra đồ ăn hết anh... á. Cái giấc mơ của Miu là kiểu như kiểu rất nhiều lần ấy, mơ ấy ngọc trong đồ là ăn. Ở trong một ngôi nhà kiểu bằng sô cô la, có sữa chua, là khác trên mây với có thứ này nọ này. Mây ở kiểu kẹo, kẹo bông ấy biết không? Đấy. Chị Việt Nam xuống một phát liếm. Sao em lạc loài vậy? Sao em không giống con gái vậy? Em không có thích mấy cái đấy. Mà chị là thích hết. Cái gì cũng thích hết. Em chỉ thích đồ chua với đồ mặn thôi. Mặn là không biết cái gì đâu. Thích nhất là ăn chua. Nhưng mà kiểu thích đồ ngọt là chỉ thích sô-cô-la thôi. Và chỉ khi được đền bù cái kem thì Miêu mới chịu thôi than vãn. Kế hoạch trà sữa phá sản, buổi đi dạo phải kết thúc sớm hơn dự kiến. Anh ăn gì đấy? Dạy tiếp về nhà em cho em ngồi dưới. Em ham vui. Cô chưa ai bắt em ngồi trên đâu. Nhưng
Ủa, có ăn ở đây không? Buổi đi dạo ngắn ngủi nhưng đã làm thay đổi thái độ hoàn toàn về Linh Miêu với một người. Trong cái chuyến đi chơi này thì có một cái chuyện xảy ra vô tình. Cái khúc này thì hình như không có được quay lại, nhưng mà em cảm thấy rất là đồng cảm với một bạn nữ khác. Đó là Linh Miêu. Thế là trên đường đi về thì nói chung là Linh Miêu ăn kem có bị mấy anh chọc. Cô bé nghe, cô ấy quay qua nhìn các anh, cô bé cười và tiếp tục ăn kem. Em mút kem và em có nghe văng vẳng một cái tiếng là kia kìa, như kiểu người ta phải ăn kem như vậy, phải kiểu đại loại là phải ăn kem chuyên nghiệp như thế kia kìa. À, thực ra thì em quay ra thì chẳng biết ai nói nên em chả để ý lắm. Kệ, bởi vì lúc đấy là việc của em tập trung vào ăn. Mà tự nhiên lúc đó em lại thấy cô này mạnh mẽ quá, trong khi em cũng được mang tiếng là làm nghệ thuật được mấy năm rồi. Mà đôi lúc gặp một vài chuyện nhỏ thôi thì lại hay nổi đóa lên. Em là cái con người của cảm tính, và ai gây được ấn tượng mạnh với em là người ghi điểm với em. Cô ấy là người vừa rồi cho em một cái cảm giác rất mạnh. Buổi sáng sớm vẫn như mọi ngày, Lincoln vẫn là người dậy sớm nhất, chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người. Nhưng hôm nay anh chàng chu đáo chuẩn bị một phần đặc biệt hơn, không biết là dành cho ai đây. Loan có một cuộc hẹn bất ngờ với một người. Mấy giờ mới phải về lại? Mới tới bây giờ về thì cũng mệt lắm. Cũng phải thông thả mà sếp dễ. Mày cũng nhiều sắp nè. Dịp lạc vô tâm đồ gì là thấy em không ưng rồi đó. Tại ngôn tình đâu mà. Sợ đồng được mấy đó ta? Có nhiều người thích lắm anh, em có một cô bạn đồng mấy cái không có gì kể về cái gì mà ngôn tình là thuộc hết tên nhân vật, thuộc hết chuyện rồi, trời ơi, kinh khủng lắm. Vậy hả? Một cô gái sao dùm ảo tưởng nữa hả? Không nên nói như vậy, mỗi người một sở thích mà. Đó là thực tế, nói với anh. Họ thích như vậy. Ok. Có một cô bạn là thích đọc ngôn tình, còn một cô là thích coi phim ngôn tình. Ồ. Cô đó mà sát với nhau thì... Em phải né hai người đó ra nha, không thôi là cuộc đời em sẽ bị chìm. Hai bạn thân của em luôn. Bạn thân luôn hả? Trời ơi. Cái đọc hay coi không? Không, em không coi, em cũng không đọc. Em không thích coi phim. Hả? Không thích coi phim luôn. Mà em đã coi là phim điện ảnh cũng không thích luôn. Không, ý là em không thích coi phim, mà nếu như đã coi thì em sẽ chỉ coi phim kinh dị hoặc là phim ma luôn. Trời ơi, em không thích coi phim hả? Không. Em có biết phim ảnh á là một cái gì anh nói với anh đó là một cái phát minh vãi kinh khủng nhất của con người không, mà em không thích coi phim. Em nói sao ta? Phim ảnh có thể định hướng được con người luôn đó em. Em hay lắm rồi, tùy mỗi người. Vậy là chưa có thằng nào nó khai nhãn chị em chuyện coi phim rồi nè. Nói chung là nếu như mà đi coi á, có phim rạp á thì vẫn lâu lâu đi coi cho mấy bạn mấy bè cho vui. Thì phim điện ảnh là phim chiếu rạp mà. Nhưng mà nói chung là em không tại vì em không thấy nó phí thời gian. Không có, nếu như em coi đúng phim không bao giờ phí hết. Trên thế giới có rất 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 là nhiều phim hay mà em coi vô á, em thấy nổi cả da gà luôn á.
Tại vì em bị, chắc là em bị xui, em chưa gặp đúng cái phim mà khiến cho em cảm thấy yêu điện ảnh đó. Nói chung á là em chọn phim đó em coi bởi vì em cảm thấy phù hợp thôi. Ừ. Còn cái việc mà em, tại vì một ngày em đã đi làm 8 tiếng rồi. Okay. Em không muốn bỏ ra thêm 2 tiếng chỉ để ngồi lì có một bộ phim nữa. Nó rất là mất thời gian. Thì lúc này chúng ta không cùng quan điểm với nhau nữa rồi, từ tội nghiệp. Rất là mất thời gian với nhau, còn cuối tuần thì em muốn đi ra ngoài chơi. Thì tại vì em là một người thiên về gia đình, em thích là sau này có người yêu hoặc là ví dụ vài năm nữa có chồng chẳng hạn. Bao nhiêu tuổi rồi? Em mới 24, vài năm nữa. Nhiều năm nữa đi, lấy sao bao mệt lắm. Thì em có thể lùi một chút về phía sau. Sau đó em sẽ là lo cho ví dụ như là về phần cơm nước hay là những cái hậu cần phía sau gì đó. Chán lắm. Không, mỗi người một mục đích mà anh. Tại vì có thể những người như anh á sẽ nghĩ là cần phải bay nhảy gì đó. Thì là anh có sở thích như vậy thì có thể là cái xu hướng của anh sẽ tìm kiếm những người bạn gái cũng cá tính. Cái kiểu người như anh á thì lại cần một người có thể là một người có thể nói chuyện được, trao đổi thông tin được và học hỏi được. Thì đó là những người mà tụi anh muốn đi cùng, chứ không phải là kiếm một kiểu người ở nhà nấu cơm nấu nước. Loan cũng là một người con gái bản lĩnh á. Loan dám nói lên cái Loan nghĩ, mình nghĩ là đó là một yếu tố hay. Sau khoảng một tiếng nói chuyện thì đúng như Loan nghĩ ban đầu là Loan với Trân hoàn toàn không có điểm gì chung với nhau cả. Nhưng mà đối với mình thì mình là một người thích tự do, sáng tạo, thích bay nhảy. Thì Loan với mình sẽ rất là trái ngược với nhau rất nhiều. Loan cũng không nghĩ là Trân với Loan có ý định tìm hiểu gì cao hơn.